Thí sinh đạt điểm kỷ lục chưa từng có tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, không chỉ giành vòng nguyệt quế với chiến thắng, Minh còn lập kỷ lục mới về tổng điểm ghi được là 355 điểm trong một trận đấu. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 được tổ chức vừa qua, em Trần Quang Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa lập kỷ lục mới tổng điểm ghi được cao nhất trong một cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với 4 thí sinh tranh tài, Nguyễn Thị Thùy Dung Trung học phổ thông Thanh Chương Ba, Nghệ An, Đỗ Ngọc Mai Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Trần Quang Minh Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Quảng Bình và Dương Đức Tuấn Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Bình Định. Sau 3 phần thi, Quang Minh dẫn đầu với 255 điểm, Ngọc Mai 155 điểm, Đức Tuấn 140 điểm, Thùy Dung 75 điểm. Phần thi về đích, Quang Minh lựa chọn 3 câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Minh trả lời 2 trên 3 câu hỏi để về vị trí với 295 điểm. Tuy nhiên, Quang Minh tiếp tục giành được điểm số từ những lượt chơi của những thí sinh cùng chơi. Kết quả chung cuộc, Trần Quang Minh giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 355 điểm. Với số điểm này, Minh đã xô đổ kỷ lục về tổng điểm trong một trận đấu của Lê Xuân Mạnh Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa là 345 điểm, để lập mốc kỷ lục mới 355 điểm. Ở trang Đường lên đỉnh Olympia trên Facebook nhận định Quang Minh hứa hẹn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho điểm cầu truyền hình cuối cùng. Cùng với đó, clip về phần thi của Quang Minh được chia sẻ ở nhiều trang mạng xã hội khác nhau có lượt chia sẻ chóng mặt và nhiều lời khen, bình luận cho sự xuất sắc trong phần thi của em.